Tập 31. Mặc dù anh ta đã bị bắt, nhưng không ảnh hưởng tới buổi khai trương của nhà hàng Thái Dân. Không đóng cửa à? Không cần đâu, cửa hàng mai sẽ không còn ai nữa. Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp vụ này. Như vậy nhé, đi đường cẩn thận. Dân dân. Dân, tạm biệt. Tạm biệt. Xuống đây cho tôi. Không xuống, không xuống đó. Không xuống. Trả lại ngay đây. Này lão già, anh đừng vội giận. Nghe đồn bán lậu quân các anh giỏi lắm. Muốn trả mũ thì thể hiện bản lĩnh đi. Dựa vào tài cán gì? Lấy đồ của người ta, còn bắt người ta phải xin cậu. Cậu ký gì hả? Ông anh, tôi vẫn thích cái tính này của anh đó. Tôi sẽ trả mũ lại cho anh. Nhưng mà anh phải dẫn chúng tôi tới đoàn bộ. Không đi. Trả mũ cho tôi trước đã. Không dẫn chúng tôi đi đoàn bộ thì không trả mũ đâu. Cậu không trả mũ thì tôi không dẫn cậu đi đoàn bộ. Tính tình ông anh thẳng thắn ghê. Thế này nhé, nếu đã vậy, anh nói anh là bác lộ, vậy thì thể hiện tài cán của bác lộ ra đi. Có dám đòi với tôi không? Được thôi, tôi sợ đấu với cậu. Mỗi người một túi, xem ai đặt nó lên đài trước. Nếu cậu thắng, tôi sẽ dẫn các cậu đi đoàn bộ ngay. Nếu cậu thua thì trả mũ cho tôi, rồi còn phải xin lỗi nhận thua. Anh đấu với anh ấy đi. Đấu đi. Ông anh, sức khỏe của anh có được không đó? Thử xem. Thử xem. Thử thôi. Đi thôi. Chờ tôi với. Chờ tôi với. Cậu còn nói đại ca. Cậu xem Tiểu Bạch cũng vậy mà. Nói đi tìm đoàn bộ mà mãi vẫn chưa về. Chẳng phải tôi đã về rồi đây sao? Tìm được đoàn bộ chứ? Tìm được rồi, nhưng đoàn trưởng không có ở đó. Hai người đừng ăn nữa, chúng ta mau đi đón đại ca thôi. Đi thôi. Đại ca, kiềm chế chút nha, đừng thắng ông anh đây quá mức. Ông anh, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Chuẩn bị chạy. Bắt đầu. Còn chưa bắt đầu à? Đại ca nhanh lên. Nhanh lên nữa, vượt qua ông ta. Vượt qua ông ta, nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh. Chạy nhanh lên. Này, ông anh, anh lớn tuổi thế mà còn chơi xỏ lá à? Lần này không tính. Nói đi. Xin lỗi, nhận thua đi. Xin lỗi gì, nhận thua gì chứ? Đại ca tụi tôi trước giờ không biết làm cái này. Hôm nay tôi dạy cho anh cậu làm cái này đấy. Đại ca, anh qua đây một lát. Đưa đây. Trả này. Quay lại. Cậu không thể không giữ tính như vậy. Ông anh, đi nói giữ tính với bác của anh đi. Thằng nhóc này, ít ra thì cũng nhận thua rồi. Ông già cũng biết chạy ghê đó. Đại ca. Đại ca, anh gặp bác lộ. Gặp rồi. Hai cậu nghe rõ đây. Mới nãy đại ca mới thu một gián. Chuyện gì thế đại ca? Cần lão hầu đi không? Biến. Công tử, trưởng quỹ ở đâu? Đại ca, em đang muốn nói chuyện này đây. Tạm thời không gặp đoàn trưởng, chúng ta đi gặp trưởng quỹ trước. Hay là đợi đoàn trưởng? Chuyện này còn phải bàn nữa à? Chắc chắn là phải gặp chị rồi. Đoàn trưởng là gì chứ? Chẳng thấy bóng dáng đoàn trưởng đâu. Anh xem anh ta làm gì không biết. Được rồi, đi thôi. Gặp trưởng quỹ trước vậy. Này này, chờ đã. Nghe rõ đây, dù nói gì đi nữa thì đây cũng là căn cứ của bác lộ quân. Đây không phải chợ. Đừng uống nữa, bỏ xuống. Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của các cậu, đứng theo hàng xem. Nhanh lên. Đứng nghiêm. Tiểu Bạch, ra sao đứng. Dân. Cậu cao như vậy đứng đằng dưới làm gì? Im miệng.
nghe khẩu lệnh của tôi. Nghỉ. Nghỉ ngơi. Đứng lên cho tôi. Nghỉ gì mà nghỉ? Vốn là nghỉ. Được rồi, nghe đây. Bên phải quay. Bên phải. Bên phải. Bên nào mới đúng? Bên này. Không phải. Các cậu. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Bên này. Anh nói thẳng bên đó không phải là được rồi sao? Chị Thái Dân, vết thương của chị vẫn chưa khỏi, chị đừng làm. Tôi không sao, để tôi làm cho. Đồng chí, cho hỏi thăm chút. Trưởng quỹ, chị. Trưởng quỹ, chào mừng các chiến sĩ Bác Lộ Quân. Chào. Bên kia. Bỏ xuống. Vẫn chưa dạy bọn họ chào. Các anh gặp đoàn trưởng chưa? Vẫn chưa. Cuối cùng vào núi rồi. Tôi thực sự mừng cho các anh. Mau đi gặp đoàn trưởng đi. Anh ấy đợi các anh đấy. Trưởng quỹ này, đi thôi. Đại ca, tôi có chuyện muốn nói. Cậu mau nói đi. Là thế này, mới nãy tôi nghe bên đoàn bộ nói Thợ Mai Trương bị giặc bắt rồi. Cậu nói cái gì? Sao cậu không nói sớm? Bắt hồi nào? Lúc chúng tôi lên núi. Trưởng quỹ, chị không sao chứ? Không phải chứ? Mới nãy cậu không nói tiếng nào hết. Thầy Lan đâu? Thầy Lan cái gì? Quân y. Trưởng quỹ, cô tỉnh rồi. Không sao chứ? Đừng lo lắng. Chuyện của Thợ Mai Trương, tôi sẽ nghĩ cách. Tôi là nghĩ ông ấy là người phụ trách cao nhất của tổ chức nằm ở Dân Thành. Và ông ấy cũng là gì? Cô nói đi, là gì? Ông ấy cũng là cha tôi. Cô nói gì? Thợ Mai Trương là cha của cô. Tôi rất lo cho ông ấy. Sao ông ấy lại bị người Nhật bắt đi chứ? Đừng nói nữa. Tôi sẽ đi gặp đoàn trưởng ngay. Này, con không nên nói cho anh ta biết, phải không? Đoàn trưởng, người đến từ Dân Thành còn nói người dẫn đội muốn gặp đoàn trưởng. Tiểu phân đội bọn họ đã lên núi an toàn rồi, mà sao vị anh hùng mạo danh đó vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Đã đến rồi. Đến rồi à? Từ ánh mắt đầu tiên là tôi đã nhận ra cậu ấy rồi. Hai người gặp nhau rồi à? Tên nhóc đó là hạt giống tốt đó. Báo cáo. Vào đi. Đoàn trưởng chính quỹ, người tới rồi. Mời họ vào đây. Dân. Báo cáo. Cam Nguyện, vốn là thượng quý phó liên trưởng sư đoàn 177, 38 quân quốc dân. Báo cáo, đã không phải rồi. Bây giờ là Cam Nguyện đội trinh sát đoàn độc lập núi Dân Vũ Bác Lộ Quân. Hay cho một Cam Nguyện. Ông anh, sao lại chạy tới đây? Anh làm việc xong rồi à? Anh làm gì vậy? Anh ấy là đoàn trưởng đoàn độc lập của Bác Lộ Quân chúng ta. Khách Vĩnh Lượng.
Tôi là chính ủy đoàn Quách Phong. Báo cáo đoàn trưởng, lúc nãy vô lễ với anh, xin thứ tội. Vô lễ à? Vô lễ cái gì? Có hai việc vô lễ. Thứ nhất là không nên lấy mũ của anh. Thứ hai là sau khi tới Dân Thành, tôi vẫn luôn giấu giếm chân tướng. Tại sao không nói rõ ra? Vì cảm thấy không có mặt mũi gặp thủ trưởng cấp trên. Tại sao không có mặt mũi gặp người? Chúng tôi đã báo cáo chiến công hiển hách của cậu cho liên bộ quân khu qua Bắc rồi. Tôi không phải nói việc này. Tôi muốn nói tôi giấu giếm việc vài chiến sĩ Bắc Lộ quân đã hy sinh, trong đó bao gồm anh trai tôi. Chuyện này chúng tôi đã biết rồi. Anh trai cam tân của cậu là một chiến sĩ giỏi giang, họ chiến đấu đến cuối cùng, là niềm kiêu hãnh của Bắc Lộ quân chúng ta. Chúng ta sẽ mãi mãi không quên họ, càng sẽ không quên cậu, bao gồm cả các anh em bên cạnh cậu. Thay thế mấy người cam tân hoàn thành nhiệm vụ gian khổ, cống hiến rất nhiều. Bây giờ tôi đại diện cho Bác Lộ quân, cho tất cả các chỉ huy và các chiến sĩ của đoàn độc lập núi Dân Dụ bày tỏ sự tôn kính đến các cậu. Kính lễ. Đoàn trưởng, kính quỷ. Vậy chúng tôi trở thành Bác Lộ. Đối với yêu cầu muốn gia nhập Bác Lộ quân, chúng tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng trả lời các cậu. Một khi đoàn bộ chúng tôi phê chuẩn thì các cậu có thể trở thành chiến sĩ Bác Lộ quân vinh quang. Cam nguyện. Mong cho phép tôi gọi cậu là đồng chí Cam nguyện. Mong ước của cậu chắc chắn có thể thực hiện được. Bọn họ cũng sẽ giống như cậu, xứng đáng với danh hiệu Bác Lộ quân vinh quang. Cảm ơn hai đồng chí trưởng quan. Không đúng, cảm ơn hai thủ trưởng. Thật ra chúng tôi đã mong muốn tham gia Bác Lộ quân từ lâu, nhưng có một chuyện chúng tôi còn chưa yên tâm. Mong hai thủ trưởng cho phép chúng tôi xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì mà gấp vậy? Cứu Thợ Mai Trương. Thợ Mai Trương à? Đúng vậy. Được rồi, cứ bỏ qua hết mọi nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ trước mắt của các cậu là quen thuộc với quân quy kỷ luật quân đội của Bác Lộ quân. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Báo cáo đoàn trưởng, bây giờ chúng tôi không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn xuống núi phục tùng mệnh lệnh đi. Được rồi, đi ăn cơm trước đã. Ăn cơm thôi. Đi thôi, đi thôi. Đại ca, đoàn trưởng, đi nào, đi nào. Lấy bình rượu tới đây. Hai cậu có thể đừng đi qua đi lại được không? Đi lại làm tôi chóng mặt luôn. Có gì thì nói đi. Không phải, đại ca, tôi thấy chúng ta nên đi cố máy đi. Cái gì mà cậu cảm thấy? Tôi cảm thấy cũng nên đi đó. Nhưng mới nãy cậu cũng thấy rồi đó, dáng vẻ hung dữ của đoàn trưởng. Cậu nói làm sao tôi? Này này, đừng nhắc tới đoàn trưởng. Nhắc tới là tôi tức. Vừa gặp mặt đã giả vờ ngang ngược với tôi, lấy mũ xuống. Trước mặt thức ra tôi mà ông ta khoe mẽ cái gì chứ? Cầm mồm hết đi. Không được nghị luận sau lưng thủ trưởng, biết chưa? Đại ca, chúng tôi không phải nghị luận ông ta. Chúng ta bây giờ là Bác Lộ. Chúng ta không phải là cô vợ nhỏ. Suốt ngày ông ta cứ bắt bẻ này nọ. Bắt bẻ này nọ cái gì? Đây là kỷ luật quân đội, đến đâu cũng phải có cái này hết. Nếu không sẽ đánh được giặc. Đại ca, vậy chúng ta nghe theo ông ta à? Các cậu nghe rõ đây, chúng ta tham gia Bác Lộ không sai. Sai là sai ở chỗ trong mệnh lệnh của đoàn trưởng. Đúng vậy, đoàn trưởng không nên ra lệnh như vậy. Không đúng, không đúng, không đúng. Tôi hình như nghe ý của đoàn trưởng. Ông ấy nói câu gì mà? Cái gì mà khác? Có sắp xếp khác là ý gì? Không phải, ông ấy có sắp xếp gì thì ai mà biết được. Bây giờ chuyện quan trọng của chúng ta là cứu người ra trước đã. Đại ca, anh nói xem chúng ta phải làm sao đây. Cho dù nói thế nào, chúng ta không thể chấp hành mệnh lệnh của đoàn trưởng. Đại ca, vậy chúng ta vi phạm kỷ luật quân đội rồi. Gì mà vi phạm kỷ luật quân đội? Đại ca, vẫn không được. Dù nói thế nào đi nữa, đoàn trưởng không cho chúng ta đi cứu người. Chuyện này không thể nghe theo máy được. Đại ca, đừng nói vậy, chúng ta vẫn chưa vào cửa. Cho dù vào rồi, vi phạm thì cứ vi phạm thôi. Chúng tôi theo anh. Đại ca, làm gì thì lão hầu tôi cũng theo anh. Các cậu đợi đó cho tôi. Tôi đi nói chuyện với ông ấy.
Cam nguyện. Tôi lại ra lệnh cho cậu, không thể đi cứu người. Tại sao không thể đi? Đừng tranh luận nữa. Tôi nói không được là không được. Đồng chí Cam nguyện, các cậu lập công nhập ngũ tham gia Bát Lộ Quân, đây là một chuyện lớn đáng ăn mừng. Bây giờ trong đoàn có rất nhiều người khâm phục cậu. Các cậu cũng tự nên hạn chế bản thân đi. Cậu đã từng ở trong quân đội quân quốc dân, cậu cũng đâu có lạ gì kỷ luật quân đội. Chính quỷ, tôi đều hiểu những gì anh nói. Nếu đã hiểu thì tốt. Đoàn trưởng, anh làm vậy cũng khá độc đoán rồi. Đang nói tôi à? Tôi là đang lệnh cho cậu. Đồng chí Cam nguyện, đoàn trưởng có sắp xếp của anh ấy. Chúng tôi sẽ không hành sự độc đoán. Theo tôi thấy thì đây là độc đoán. Thợ Mai Trương vì tôi mà bị bắt, tôi không thể trơ mắt không quan tâm. Cam nguyện, cậu thân là quân nhân, bổn phận của cậu là vào sinh ra tử. Thì chức của cậu cũng là chấp hành mệnh lệnh. Nhưng chống đối mệnh lệnh cũng là thiên tính của tôi. Nói lại lần nữa đi. Đoàn trưởng, tham gia Bát Lộ có thể tạm thời bỏ qua. Đợi sau khi tôi cứu được người lại tham gia cũng không muộn. Đừng có quên quan như vậy. Chỗ này cho phép cậu ra ra vào vào à? Hả? Cam nguyện này, Cam nguyện, cậu còn muốn đi cứu người à? Nhưng tôi phải cứu người ta. Người đâu? Lấy bình rượu của tôi đưa cho cậu ta. Tiếp đón chu đáo cậu ta. Đoàn trưởng, anh muốn cấm đoán tôi đấy à? Tôi tìm một nơi yên tĩnh cho cậu, để cậu tĩnh tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tôi nhận không nổi. Không nhận nổi cũng phải nhận. Cậu là một quân nhân thì cần phải phục tùng mệnh lệnh. Dẫn cậu ta đi đi. Vâng. Tình nhóc này đúng là gắt đấy. Quả thực là một mầm non tốt hiếm có. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi nghĩ cậu ta sẽ không chịu để yên đâu. Tôi cũng đã nhìn ra rồi. Phải trông chừng cậu ta cho thật kỹ. Cả mấy anh em bên cạnh cậu ta nữa. Mấy tên nhóc này đều không phải là đèn dầu cạn. Đoàn trưởng, tôi đang nghĩ chúng ta có nên nói chuyện này cho Cam Nguyện được không? Không được. Để đến mọi chuyện xong xuôi thì nói cho cậu ta biết. Cậu nói xem. Được thôi, nghe theo anh vậy. Chị Thái Dân. Ừ. Chị Du Thất. Được rồi, đây không phải trong thành, không ai giám sát cậu đâu. Tôi biết rồi mà. Đi nói chút chuyện nha. Đi đâu? Đi đâu vậy? Đi theo tôi. Chủ quỷ, chị đừng vòng vòng nữa. Chị nói một câu đi. Chị nói vài lời hay với tên đoàn trưởng ngu ngốc của các chị. Để thả đại ca tôi ra là được rồi. Nếu lời hay mà có tác dụng thì tôi đã sớm nói rồi. Tôi lại nói thêm một lần nữa với các cậu. Đây là bộ đội, mọi chuyện cần phải nghe theo chỉ huy. Bây giờ cậu ta đang vi phạm một điều. Không phải chị Thái Dân, chị cứ nói quy định rồi chỉ quy. Chị tóm lại là bao nhiêu quy định? Khùng thối. Giờ không phải là lúc nói bao nhiêu quy định. Nói chen vào cái gì? Chủng quỷ, chị đừng giận. Chúng tôi suy nghĩ kỹ càng. Cứu cha chị, ông Trương cũng là sai sao? Chủng quỷ, cha của chị đã bị bọn giặc bắt đi. Chị có thể yên lặng ở đây chờ được sao? Lão Hầu, bớt nói vài câu đi. Nếu cha bị bắt mà không cứu được, tôi thấy có làm Bát Lộ Quân cũng chẳng hay ho gì. Chủng quỷ, lão Hầu nói đúng đấy. Nếu tính khí tôi cũng nóng vội giống đại ca, gặp được chuyện như chủng quỷ, tôi cũng sẽ liều sống chết. Sao các cậu biết tôi không lo lắng chứ? Mọi người chỉ có một người cha, tôi có thể không nhìn thấy sao? Chị,
Chị đừng tức giận. Thật ra mọi người đều lo lắng. Chị xem, hay là thế này, cứu đại ca rồi, sau đó chúng ta cùng nhau đi Dương Thành cứu cha chị nhé. Dù thất, dần để cha chịu khổ rồi. Nhìn thấy chưa? Đây là chỗ nhốt đại ca đó. Trước cửa có hai lính gác. Đừng lảng nhảng nữa, mau nói cách đi. Có cách thì gọi các cậu tới làm gì? Nói còn cần cách gì nữa? Có hai người thôi, tôi lên xử là được ngay. Này này này, tôi nói anh nghe, chúng ta một là quá nhiều người, hay là lỡ như làm ra chuyện gì gây tiếng động thì đại ca thực sự không được luôn đấy. Tiểu Bạch nói có lý đó. Từng người tới thôi. Tôi đã thăm dò con đường này trước rồi. Tôi đi trước. Chờ đã. Với bản lĩnh của cậu có thể xử hai người kia à? Đúng vậy, cứ đi thì cũng là tôi đi. Đừng. Cậu cũng chẳng bằng cậu ta. Xé qua một bên đi. Nếu đi thì để tôi đi trước. Đừng. Chúng ta cứ từng người đi, xem ai có thể dẫn đại ca ra trước. Vậy ai đi trước? Ý của anh là rút thăm à? Rút thăm, đúng rồi. Đây. Này, nói rồi đó nha. Ba dài một ngắn, ngắn thì đi trước. Đi. Các cậu nhìn cho kỹ nhé. Tôi, cậu với cậu ta, xem như cậu ta may mắn đi. Trưởng quan, chào anh. Tôi ấy à, là đoàn trưởng Phong chỉ lệnh gọi Cam Nguyện hỏi vài câu. Hỏi việc gì? Anh có giấy nhắn của đoàn trưởng không? Giấy nhắn à? Đúng vậy. Cần có chỉ lệnh của đoàn trưởng, chúng tôi mới có thể chấp hành. À, là thế à? Vậy để tôi về cầm giấy tới đây. Chờ đã. Cậu không được đi, làm giả chỉ lệnh của đoàn trưởng. Nào, bắt cậu ta nhốt lại. Này đồng chí, tiêu rồi, đồng chí. Tiêu rồi. Thế này mà còn muốn làm quân sư à? Đúng là đồ bỏ. Đại ca chưa được cứu thì đã bị nhốt một tên. Cậu xem, từ chỗ này tới chỗ này. Báo cáo, vào đi. Đoàn trưởng, người tên Bạch công tử giả điều mệnh lệnh đã bị nhốt lại rồi. Được, tiếp tục giám sát, tăng thêm một lính gác. Dân đoàn trưởng, Cam Nguyện cậu ấy mà không ra thì mấy người kia không chịu để yên đâu. Đúng vậy, chỉ có như vậy tôi mới có thể xử từng tên một. Chúng ta không thể để lòng kích động của Cam Nguyện phá hoại kế hoạch của chúng ta. Xem ra dễ bị kích động là khuyết điểm lớn nhất của cậu ta. Có điều con người không ai hoàn mỹ cả, tôi vẫn đánh giá cao cậu ta. Chiến công của cậu ta đã nói lên tất cả. Cũng giống như Cam Tân năm đó, phạm kỷ luật thì luôn lấy chiến công bù đắp. Cậu cũng đừng nói, hai anh em nhà này quả thật giống nhau. Giống. Đáng yêu mà cũng có chút đáng giận. Hay là chút đáng giận của cậu ta cũng không che lấp được sự tán thưởng của anh. Tôi nói chứ chính quỷ, cậu thoáng cái đã nhìn thấu lòng tôi rồi. Cậu nói xem, chiến sĩ đáng yêu như vậy, có chút đáng giận thì có làm sao, đúng không? Tôi nói với cậu, chỉ xem như không nhìn thấy thôi.
Có phải muốn nói tôi một gáo nước lại không công bằng đúng không? Anh nói xem. Được rồi, tôi không nói nữa. Dù sao thì tối nay Cam Nguyện cũng không ra được. Đúng vậy, giảm bớt nhuệ khí của cậu ta sẽ có lợi cho sự trưởng thành về sau. Đúng vậy. Thất gia ra tay, một chọi hai. Gắn lên. Sao tôi không hút thuốc nhỉ? Cậu nói cho tôi đi, tôi cũng không có thuốc. Dẫn đi. Đi, đi mau. Đi sai rồi. Đi vào nhà vệ sinh mà. Đi. Báo cáo. Vào đi. Đoàn trưởng, Du Thất cũng bị chúng tôi bắt lại rồi. Được. Tiếp tục giám sát, tăng thêm một lính gác. Vâng. Hai người họ lại như cũ đúng không? Chưa cứu được đại ca mà đã bồi hai người rồi. Cậu nói xem, nói xem hai người họ có thể làm được gì chứ? Hai chúng ta ai đi? Cậu đi đi. Cậu đi xong rồi thì tôi sẽ cứu các cậu ra một lượt. Không đúng, lão Hồng, cậu ý gì chứ? Ý cậu là tôi đần hơn cậu à? Không phải, cậu biết hai người họ vì sao bị tóm không? Tiếng động quá lớn. Nếu cậu đi thì lặng lẽ thôi, nhỏ tiếng thôi. Nói tôi nhỏ tiếng. Được rồi, làm như cậu lợi hại lắm. Chờ tôi đó. Tà môn quá. Thất gia trước giờ làm việc chưa từng thất bại. Tôi phỏng chừng đoàn trưởng đã sớm đoán được rồi. Anh nói đi đại ca. Nói thế nào đi nữa thì cũng phải nghĩ cách ra khỏi đây. Tôi nợ ân tình Thái Dân. Tôi nên sớm nghĩ tới thợ Mai Trương về Dân Thành sẽ gặp nguy hiểm chứ. Là do tôi sơ suất. Anh nói xem, chúng ta làm được một nửa bắt lộ rồi thì lại bị nhốt cấm đoán. Cái gì mà nhốt cấm đoán? Đây cũng gọi là nhốt cấm đoán à? Năm đó khi tôi còn trong quân quốc dân, thường bị nhốt trong phòng tối nhỏ. Điều kiện kém xa chỗ này thì đúng. Đại ca, Tiểu Thất cũng không sợ. Tiểu Thất cũng không ít lần bị nhốt vào. Người tiếp theo là ai? Không biết. Chúng tôi rút thăm mà. Dù sao không hậu đất thì cũng là hồng thối. Hai người họ giờ bị bắt thôi. Không phải nói chỉ có hai người thôi sao? Sao lại thêm người nữa vậy? Đứng lại. Anh làm gì mà nhẹ chân nhẹ tay vậy? Tay chân khẽ khàng mới dễ làm việc. Anh muốn làm gì? Nói sai rồi. Không làm gì cả, chỉ là qua đây trò chuyện với anh thôi. Vậy ăn chưa? Chúng tôi ăn rồi. Ăn rồi à? Ăn tối cái gì vậy? Nếu anh không có chuyện gì thì mau rời khỏi đây đi.
Anh xem con người anh kìa, tôi qua đây trò chuyện với một lát thôi mà, sao anh còn đuổi tôi đi? Đứng gác không thể trò chuyện được. Anh thôi đi, làm như tôi chưa từng đứng gác vậy. Trước đây tôi từng đứng gác rồi. Đúng là một việc rất thú vị. Tôi nói anh nghe, tôi toàn tự trò chuyện chính mình. Với lại chân của anh cũng mỏi rồi, mắt anh cũng mỏi. Tôi nói cho anh một cách giúp mắt không mỏi nữa. Anh nhìn nha, nhìn đi, nhìn lên trời kia. Nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi. Ngồi sợ ánh trăng trên trời thật đẹp. Không phải mà. Này này, tôi chỉ là trò chuyện với anh thôi mà. Dẫn vào đi. Đi. Không phải chứ. Sao trở mặt rồi? Làm gì vậy? Báo cáo. Vào đi. Đoàn trưởng, Hùng Mộc Tượng cũng bị bắt rồi. Lại thêm hai lính gác. Dân. Ôi, đại ca chưa được cứu mà bị bắt ba người rồi. Chuyện gì cũng phải trông cậy vào mình hết. Sáu người thì sáu người. Đứng lại. Anh là ai? Anh mặc kệ tôi là ai, mở cửa ra. Không được gây loạn, mới rời khỏi đây. Gây loạn à? Hôm nay hầu gia đánh Sơn Môn đấy. Có ngon thì 1-1, 1-4. Anh đừng cầm súng. Đi. Báo cáo. Vào đi. Đoàn trưởng, người cuối cùng cũng bị chúng tôi nhốt lại rồi. Được. Đưa cho họ mấy cái chăn và nước ấm. Rồi báo nhà bếp nấu vài món ngon cho họ. Dân. Chính quỷ này, lần này thì có thể nghỉ ngơi được rồi. Đúng vậy. Tôi nghĩ trước hết cứ nhốt bọn họ vài ngày đã. Đợi tới khi kế hoạch của chúng ta thuận lợi, lại nói cho họ nghe tình hình thực tế. Được. Anh Lý, chào cô. Anh để đó trước đi. Tôi bỏ trứng vào trong mì đã. Cái này ngon này. Hay để lát nữa tôi đi đưa cơm thay anh nhé. Sẵn tiện tôi đi xem tình hình sức khỏe của họ ra sao. Chuyện này không được đâu. Tôi phải đưa mì, còn phải nấu ăn. Tôi nấu hai món trước. Vậy làm phiền cô nhé. Cảm ơn nhé. Tôi đi hái rau đã. Anh cứ bận việc của anh đi. Đứng lại. Nhà ăn đưa cơm. Đội vệ sinh cũng cần nắm rõ tình hình sức khỏe của họ. Mở cửa đi. Dân. Trưởng quỹ. Đói rồi phải không? Trưởng quỹ, giờ nào rồi mà còn quan tâm chuyện ăn cơm chứ? Tôi lo lắng hơn các anh nhiều. Vậy còn đợi gì nữa? Mau thả chúng tôi ra đi. Không được. Anh đang vi phạm kỷ luật. Vi phạm kỷ luật gì chứ? Cha cô đang nằm trong tay bọn giặc, cũng không biết sống chết ra sao. Tôi thà rằng không làm bắt lộ, không cho cứu cha cô, còn làm bắt lộ thì có ý nghĩa gì? Sao hả? Dứt khoát xem nào. Người đâu? Làm gì? Trông chừng họ cho kỹ. Không ai được ra ngoài. Dân. Trưởng quỹ. Bắt lộ làm gì ức chế thật đó. Đại ca. Làm gì vậy?
nhanh lên. Lát hồi đồng bộ tới kiểm tra thi phiền phức. Nhanh lên, nhanh lên. Cái ghế. Nhanh nhanh. Mỗi tiểu đội chặn một đường, tuyệt đối không để bọn họ vào dân thành. Bát Lộ cưỡi ngựa. Đại ca, Bát Lộ cưỡi ngựa là gì? Chính là liên đội kỵ binh. Phỏng chừng đoàn trưởng đã biết rồi. Xem ra bọn họ muốn bắt chúng ta trở về. Chúng ta có thể bị bọn họ bắt trở về đó. Đại ca, không được thì để tôi đánh lạc hướng. Không được, không kịp rồi. Nếu bị bọn họ phát hiện thì chúng ta chạy không được đâu. Thế này đi, Dư Thất, đi theo tôi trộn ngựa. Các cậu đến đầu lối rẽ đợi chúng tôi. Được, đi thôi. Cẩn thận nhé đại ca. Bên kia. Đứng lại. Đi đâu vậy? Cô không cản tôi được. Tôi biết. Biết thì đi về đi. Khoan đã. Tôi biết tôi đang làm theo cảm tính. Tôi hối hận vì đã nói cho anh biết đó là cha tôi. Chuyện này sớm muộn gì tôi cũng biết thôi. Tôi mãi không quên được phút giây Tiểu Bảo chết trước mặt tôi khi ấy. Tôi sẽ không để cô mất đi cha. Nhưng các anh sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Chị yên tâm đi. Có Tiểu Thất, đại ca sẽ không sao đâu. Nghe đây, trời sắp sáng rồi, chúng ta phải nhanh hơn liên kỵ binh. Không được rời đội, thẳng tiến dân thành. Đại ca, trước mặt có người chặn đường. Xem như không thấy, xông qua cho tôi. Đứng lại, đứng lại. Chắc chắn là mấy người cam nguyện. Các anh em, lên ngựa đuổi theo. Đứng lại. Đứng lại.
đứng lại. Liên trưởng, có nhóm người ngựa chạy qua đây. Chặn họ lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Bắt Trang Nguyện lại cho tôi. Chỉ cần người không chết thì không sao cũng được.